Hello mọi người, chúng ta đến với trận tứ kết thứ 3 của giải cầu lông Badminton Unlimited do anh Quốc Việt Badminton tổ chức. Phía gần màn hình là cặp đôi Hoàng Anh Vũ Lâm. Cặp đôi đã vô địch giải Mạo Khê năm 2020 và giải thành công Mạo Khê năm 2019 với chức vô địch 50 triệu. Và đối thủ của họ là cặp đôi có thể nói là chưa từng thấy cặp đôi này cặp với nhau bao giờ. Đó là Văn Hải của Bắc Giang và Trần Ngọc Triệu, tay vợt hàng đầu và rất nổi tiếng của cầu lông phong trào. Buổi sáng ngày hôm nay thì cặp đôi Vũ Lâm và Hoàng Anh đã có phong độ thi đấu không thực sự tốt, nhưng tin rằng buổi chiều ngày hôm nay sẽ khác. Trận đấu này là trận đấu quyết định là ai sẽ có giải, ai không có giải. Thắng trận này là ít nhất được 10 triệu rồi. Không cần biết, bởi vì giải 3 đã là 10 triệu. Giải nhì 15 triệu, giải nhất là 30 triệu. Phía bên kia Văn Hải và Ngọc Triệu cũng đang rất quyết tâm. Một số tiền tương đối lớn. Không hết sức là không được. Mọi người cứ theo dõi live stream nha mọi người. Vào live stream thì giúp mình chia sẻ đến nhiều người hơn với nha. Thank you.
người của anh đấy. Tắt hộ anh không? Ừ, sao? Hello mọi người, vừa rồi bị gián đoạn lâu ạ. Không biết có ai gọi Hùng vừa chạy ra bấm máy quay chơi bên kia. Điểm số đang là 4 đều. Bắt lưới rất nhanh từ Hoàng Anh. Điểm 5-4. Em chào anh Nguyễn Tuấn Anh Sports. Rất là tiếc là hôm nay anh không được xem buổi chiều ngày hôm nay. Vì có việc thôi thì vào xem live stream của thằng em cũng được. Về cầu không qua lưới từ Hoàng Anh. Điểm số 5 đều. Hello mọi người, đây là trận đấu tứ kết nội dung đôi nam giải cầu lông Badminton Unlimited đang được tổ chức tại nhà thi đấu quận Hoàng Mai. Dã rất kinh, Hoàng Anh Lâm buổi chiều này đánh khác hẳn buổi sáng. Cứ thắng trận này là có 10 triệu đút túi cái đã. Ok, Nguyễn Tuấn Anh support vẫn bị xuống chậm một chút anh ạ. Em về xong em còn nấu cơm ăn mà. Xong em lấy quần áo với cái thứ cho ba lô. Không ra đây luôn. Cặp đôi Long Tô vừa thua rồi anh, góc phố nhỏ MK. Gặp ngay đôi em đánh giá là mạnh nhất giải này. Đánh giá của bản thân Hùng đấy nhá. Cặp đôi Tú với Đào Mạnh Thắng. Lê Văn Tú với Đào Mạnh Thắng. Thua cũng sâu phết ạ. Tại có việc anh ạ. Chính ra buổi trưa nay hôm nay ban tổ chức mời đi ăn cơm nhưng mà không đi ăn được. Bởi vì phải về lấy đồ để xong giải cái là bắt xe về quê luôn. Hùng về Lào Cai ngày mai ngày đẹp. Nhiều đám cưới quá, bạn cấp 3 Hùng mấy đứa cưới này. Đó, phải về. Chính ra không định quay đi quay đâu, nhưng mà hơi cố lốt. Không vào cầu được, bên này họ tì cầu rất hay. Rồi, rất hay. Vẫn còn, không còn rồi. Ngọc Triệu mổ cầu rất kinh. 9-5 rồi, vừa 5 đều bây giờ là 9-5 rồi. 4 điểm số liên tiếp cho cặp đôi Ngọc Triệu và Văn Hải. Chính ra là Ngọc Triệu sẽ cặp với Tuấn Đức cơ. Nhưng rất tiếc là Tuấn Đức đã bị chấn thương, bị rách sụn gối. Nên là không tham gia giải đấu được. Đó là một sự rất tiếc nuối cho cả bản thân Tuấn Đức cũng nhận lẫn như người hâm mộ. Bởi vì rất là nhiều người hâm mộ Tuấn Đức và muốn xem Tuấn Đức thi đấu. Đập cầu tốt thì Hoàng Anh. Đổi điểm 6-9. Sân bên kia cũng đang diễn ra trận đấu giữa Hồng Nam và Đức Duy gặp cặp đôi Trọng Nghĩa và Trí Đức. Cũng rất hay. Rất dẻo, liên tục những pha vặn sườn đấu cầu ngang. Vẫn chưa ăn được, vẫn chưa ăn được. Rồi. Một điểm số rất xứng đáng cho Hoàng Anh Lâm, điểm 7-9. Hùng cảm giác Hoàng Anh và Vũ Lâm có những cái điểm gì đó nó khá là tương đối giống nhau. Nhưng mà không thể nói ra được. Như một số anh em hay nói là phong cách của Hoàng Anh lúc nào cũng sắn quần. Muốn cứ sắn quần là thắng mà không chịu sắn quần là thua ngay. Cứ thấy vận động viên nào đánh giải hay sắn quần thì đó là vận động viên Hoàng Anh.
Điểm số 17, Ngọc Triệu giao cầu. Cặp với Ngọc Triệu chính là vận động viên Văn Hải, tay vợt rất mạnh ở nội dung đôi nam nữ của cầu lông. Đôi nam nữ Việt Nam là một tay vợt chuyên nghiệp đến từ Bắc Giang. Với sở trường những pha cầu thuận tay và những pha đập cầu rất nặng, Văn Hải được đánh giá chỉ đứng sau Tuấn Đức mà thôi. Rất quyết tâm. Điểm 80. Hình như là buổi sáng ngày hôm nay Hoàng Anh với Vũ Lâm không ăn sáng thì phải. Buổi chiều nay vừa được ban tổ chức mời đi ăn nhà hàng. Bây giờ có vẻ pin đã rất khỏe. Quan trọng là buổi sáng nay họ thua nhưng mà họ không bị loại. Buổi chiều họ mới thể hiện ra đẳng cấp của mình. Tuy nhiên trước tiên họ muốn vào vòng trong phải vượt qua đối thủ rất đáng gờm này đã. Tiếc của anh Hoàng Anh ơi. Anh Hoàng Anh bây giờ không thi đấu chuyên nghiệp nữa mọi người ạ. Anh Hoàng Anh không đánh cho đội nào cả. Ngày xưa thì anh Hoàng Anh đánh cho Bộ Công an nhưng mà cũng nghỉ chuyên nghiệp lâu rồi. Vẫn thủ qua, rất hay. Non rồi. Ngọc Triệu đập không mạnh nhưng đập rất hiểm. Điểm 12-8 cho Ngọc Triệu Văn Hải. Bên kia họ vẫn đang làm chủ thế trận tốt hơn. Anh Hoàng Anh hình như sinh 593 nha mọi người. Khoảng cách 4 điểm. Ngọc Triệu. Rất hay. Thủ cực kỳ khó chịu. 13-8. Bên kia họ chắc quá. Buổi sáng ngày hôm nay thì Hùng còn thấy Văn Hải và Ngọc Triệu đánh với nhau khá là bập bõm. Nhưng buổi chiều ngày hôm nay thì đã nhuần nhuyễn với nhau khá nhiều. Ok, anh Đinh Huy Long, Ngọc Triệu thủ rất dai. Quả thủ mang tên thương hiệu Ngọc Triệu rồi. Nhiều khi Hùng hay gọi là thánh thủ. Em cảm ơn anh Dương Tùng rất nhiều ạ. Mọi người cứ chia sẻ giúp Hùng nhiều vào. Nhiều view vào là thấy nhiều người là phấn khởi ngay, bình luận hay ngay. Chỉ có một nội dung là đôi nam thôi nha mọi người. Rất khó cho Hoàng Anh Lâm. Bên Triệu Hà đang rất thi đấu rất chắc chắn. Cũng cảm giác rằng Ngọc Triệu là một tay vợt rất bản lĩnh và kinh nghiệm. Lâm bật rất cao nhưng mà vẫn chưa ăn thua. Rất cố gắng, vẫn còn. Hay quá. Một trận đấu rất công hiến. Cầu ngoài sân 10-13. Ok, em chào cảm ơn anh Tân Lê giúp em chia sẻ live stream nha. Mọi người ai giúp chia sẻ live stream, comment đã chia sẻ thì Hùng cảm ơn nào.
Đây là trận hay nhất từ buổi sáng ngày hôm nay đến giờ đây mọi người ạ. Theo quan sát của Hùng, rất nhiều đường cầu hay. Ngọc Triệu bắt lưới quá hay. Các vận động viên họ đeo cái dây nó như kiểu cái băng dính ấy mọi người ạ. Họ cuốn ở dưới gối, nó có tác dụng giống như một chiếc bó gối vậy. Nhưng mà nó rất là gọn và đỡ vướng chân. Cái việc cuốn như thế sẽ giúp cho vận động viên nó chắc cái đầu gối hơn, cũng như là hạn chế được chấn thương hơn. Cao rồi. Rất nhanh. 15-10. Ok anh Hoàng Anh, Triệu đã đánh là có dài. Gần như câu nói đấy đúng anh. Gần như là đúng 100%. Ok anh Trung Minh comment là rất thích xem những trận đấu có sự xuất hiện của Ngọc Triệu. Chung kết C21 hả em? Cái này em cũng chưa biết được anh ạ. Em cũng quên không hỏi anh Việt. Sự bền bỉ đã đền đáp cho cặp đôi Hoàng Anh Lâm một điểm số. 12-15. 3 điểm thôi. Ăn thêm mấy điểm nữa là hòa thôi mà. Điểm số 12-15. Văn Hải chưa đủ tỉnh táo để xác định đó là một pha phát cầu ngắn. Mà chính xác theo quan sát của Hùng thì nó cũng là một pha phát cầu ngắn. Em đây, đập tiếp. Rồi. Và đập cầu trượt lưới từ Ngọc Triệu. Ngọc Triệu cái chêm cầu quả nào là ăn, không hiểu kiểu gì. Đập thì rõ ràng là không mạnh lắm nhé. Nhưng mà rất dễ đập, rất dễ ăn điểm. Mọi người có để ý thấy điều đó không ạ? Điểm số 16-13, hai đôi vận động viên tiến hành đổi sân. Ngọc Triệu đập thì không mạnh nhưng mà lại rất dễ ăn điểm nhé. Đập toàn ăn điểm trực tiếp luôn ấy. Ở trận đấu bên kia, trận đấu giữa Hồng Nam Đức Duy gặp Trọng Nghĩa Trí Đức. Bên Trọng Nghĩa Trí Đức đang dẫn 19-15. Bên kia đã là 20-15 cho Trọng Nghĩa và Trí Đức rồi. Có vẻ hai vận động viên này đánh khá hợp nhau. Cùng quan sát từ sáng đến giờ. Cặp đôi Trọng Nghĩa và Trí Đức đánh rất hợp và bổ trợ cho nhau rất tốt.
Bằng chứng là bây giờ họ đã vào đến trận tứ kết và họ đang dẫn trước cặp đôi của Phạm Hồng Nam đến 5 điểm. Văn Hải hơi vội cầu, hơi gắt như kiểu muốn kết liễu đối phương luôn trong pha cầu đó vậy. Nhưng đó là một pha cầu không qua lưới. 14-16 rồi, đây là khoảng cách gần nhất từ đầu trận đấu đến giờ. Cặp đôi Hoàng Anh Lâm đuổi đến chỉ còn 2 điểm. Thông tin về các cây vợt các vận động viên dùng thì em nhìn không ra cây vợt gì nên không cho thông tin được nha. Ép cầu tốt, cầu không chìm nhưng vẫn trong sân. Cầu đi ngang nhưng mà vẫn trong sân. Mười bảy, mười bốn. Đập cầu rất tốt, cầu trong. Bên kia đã là 24-16 cho Trọng Nghĩa và Trí Đức rồi. Khả năng Hồng Nam và Đức Duy thua rồi. Cầu tốt, cầu ngoài. Điểm số 16-17. Rất căng. Vận động viên hết sức tập trung. Cầu trong sân. Ở tình huống đó thì anh Hoàng Anh hô là cầu ngoài, nhưng Vũ Lâm đã quyết định bỏ cầu trong một trạng thái khá lưỡng lự. 18-16. Cải lưới rất lắc. 17-18. Chặn lưới rất hay, rất cố gắng. Rất tiếc là cầu ngoài sân. Khá khen cho sự nỗ lực của Văn Hải. 18 đều. Vũ Lâm và Hoàng Anh đang khá sung. Xứng đáng là trận đấu hay nhất giải từ đầu giải đến giờ. Hello mọi người, lại chào nhau cái nào. Có bạn nào mới vào xem livestream chúng ta chào nhau nha. Xin chào tất cả mọi người. Mười tám điều, rất căng. Ok anh Tuấn Nguyễn tứ kết anh ơi. Tiếc quá. 19-18. Em chào anh Nam Caro nha. Cảm ơn đã chào Hùng.
anh nam chuyên chơi cầu caro, chơi cờ caro. Em chào anh Nguyễn Tấn Thọ. Đấu cầu ngang rất cố gắng. Văn Hải thi đấu với phong cách hết sức lan xả. Tỷ điểm lại đều rồi, 19 đều. Em chào chị, em chào anh Nguyễn Thi. Em chào anh Xuyên Phát. Ok, anh Nam Caro chuyên 3 cây nhưng đặt tên là Nam Caro. Rất hay. Vũ Lâm đang thi đấu khá ngẫu hứng. Bò. Rồi. Hai mươi mười chín. Cầu tốt, 20 đều. Hai đôi này căng thật. Anh Đường Trung Chính cổ vũ cho anh Hoàng Anh cố lên. Cùng cổ vũ cho cả hai đôi vận động viên luôn. Miễn sao đánh thi đấu cống hiến hết mình. Cống hiến cho khán giả những đường cầu hay. Đập cầu rất tốt. Đúng anh Trường An ạ. Anh Hoàng Anh đập rất lực. Vũ Lâm cũng thế. Vũ Lâm người bé bé nhưng mà nó vít người. Vít người cực tốt luôn. Mượn sức của cơ thể. Anh Ngô Trung Kiên cầm ơn rất kết Ngọc Triệu. Thủ cầu nhìn rất đã mắt. Có lỗi từ Văn Hải. 22-21. Ok, anh tự nhiên cười. Đập từ cầu ngoài từ Văn Hải. Một đường cầu không cắm. Ok, Ngô Đức Cường kêu là bắt kèo cổ vũ cho vui đi anh em. Anh em có kèo gì chơi một tí cũng được. Ok, hơn 400 người xem rồi. Lần đầu tiên trong ngày hôm nay thấy hơn 400 người. Dạo này livestream mình ít người xem quá. Một pha chém cầu xiết của anh Hoàng Anh nhưng mà cầu không qua lưới. Hello anh Hùng Đầu To, Long Tô thua cặp đôi Lê Văn Tú và Đào Mạnh Thắng rồi ạ. Đôi đề cứng lắm. Lê Văn Tú và Đào Mạnh Thắng ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Đấy, sân nhà thi đấu quận Hoàng Mai nha anh Kim Thành ơi. Rất hay. Cao. Pha xử lý rất đáng tiếc của Văn Hải.
Nói chung Hải còn trẻ, chưa già dặn như mấy tay vợt chuyên hội làng được, tuy là vận động viên chuyên nghiệp đấy. Còn trẻ, tương lai còn dài. Ok mọi người, áo đôi cũng có hạn thôi. Từ sáng giờ đánh bao nhiêu trận rồi ạ? Từ sáng giờ đánh bao nhiêu trận rồi? Cũng phải thay hết đấy. Rất cố gắng từ Vũ Lâm. Điểm số cho Ngọc Triệu Văn Hải 23-24. Ok anh Trâm Bùi xếp, à chị Trâm Bùi xếp 31 chị ơi. Chạm 31 ạ. Ok anh em nào nhận kèo tự ấy bên ngoài nhá. Kèo nhỏ nhỏ thế nhá, không thành đánh bạc đấy. Hai mươi ba, 24. Lật lưới nhưng mà vẫn chưa ăn được, cầu ngoài sân. 24 đều, rất tỉnh. Ngọc Triệu tỉnh lắm, Hùng cảm giác kiểu gì Ngọc Triệu kiểu bản lĩnh ấy, mình thấy kiểu đề thế luôn. Ok anh Ngô Đức Cường với Ngô Trung Kiên nhận kèo với nhau khoảng 100-200 nghìn đổ lại nhá. Ok 100k nhé. Giải này đánh chiều nay là hết rồi anh Trương Công Thái ơi, cảm ơn đã giúp em chia sẻ live stream nhá. 25-24 cho Hoàng Anh Lâm. Hết mình đi, không còn gì để mất đâu em. Đó là lời Ngọc Triệu nói với Văn Hải. Ngọc Triệu lên lưới nhanh thật. Thủ mọi tư thế, thủ mọi địa hình. Hai sáu hai bốn cho Hoàng Anh Vũ Lâm. Quỳnh Trang cổ vũ cho Idol Lâm Vũ cố lên. Cảm ơn Dũ Hùng chia sẻ live stream nha. Cảm ơn Quỳnh Trang Dũ Hùng chia sẻ live stream. Ngọc Triệu đánh với Văn Hải của Bắc Giang nha bạn ơi. Tay vợt đôi nam nữ số 2 Việt Nam. Văn Hải thì chuyên đôi nam nữ hơn. Hai mươi sáu, 24 rất căng thẳng. Vũ Lâm phát cầu khó chịu thật, phát rất lắc, lên lưới nhanh quá. Văn Hải đang có vẻ bị áp lực một chút. Ok anh Đức Trung cặp Hưng Đức thua Tuấn Anh Thiều rồi ạ. Trận đấy Hưng Đức đánh hỏng khá nhiều. Như kiểu đánh không muốn đánh hết sức ấy, không biết là như nào. Nhưng mà Tuấn Anh Thiều giành chiến thắng. Khoảng cách 31-19 cho mọi người, Tuấn Anh Thiều thắng. Cái này anh em mình không nói về thuyết âm mưu ở đây. Văn Hải đang mất dần sự tự tin, trôi một giây rồi. 28-24 cho Hoàng Anh Lâm, chỉ 3 điểm số nữa thôi Hoàng Anh Lâm sẽ giành chiến thắng. Ban đầu thì Ngọc Triệu và Văn Hải liên tục dẫn. Nhưng về sau khi Hoàng Anh Lâm gỡ hòa 17 đều thì họ bắt đầu vươn lên rất mạnh.
Một pha thủ phản cầu ngược lại ăn điểm trực tiếp luôn. 25-28. Có thể nói đây là những cơ hội cuối cùng cho cặp đôi Triệu Hải rồi. Bây giờ mà không đuổi kịp thì không còn cơ hội nữa. Nhắn tin số tài khoản đi. Anh Quốc Việt á? Anh Quốc Việt hình như không đánh nhỉ? Quốc Việt đánh với ai? Anh Quốc Việt có đánh đâu mọi người. Anh Quốc Việt là tổ chức giải thôi. Anh Ngô Nguyễn Văn Tuấn và anh Ngô Đức Cường. Đúng rồi, đã hết đâu. Biết đâu tí nữa Triệu Hải bật kèo thì sao. Chưa biết nào được. 26-28 rồi đây. Khó nói lắm mọi người ạ. Ngọc Triệu lên lưới phải nói là mắc nhanh. Cầu không qua lưới. 27-28. Đấy, 30 chưa phải là Tết. Chưa đọc số tài khoản vội nhanh. Anh Đường Trung Chính, cảm ơn Hoàng Anh cứ về cuối lại vội. Cảm ơn anh Đường Trung Chính giúp em chia sẻ live stream. Cặp báo đen bên kia là anh Hoàng Anh và Vũ Lâm. Cặp đôi mà vô địch giải thành công Mạo Khê 50 triệu năm trước đó. Rất tỉnh táo từ Ngọc Triệu, quá tự tin. 28 đều. Cũng đã nói rồi, Ngọc Triệu có một cái gì đó phải nói là cực kỳ bản lĩnh. Kinh nghiệm bản lĩnh. Tự tin. Bây giờ chỉ có thể nói là một trong hai cặp đôi này, cặp đôi nào giành chiến thắng cũng xứng đáng. 28 đều. Bị dẫn đến 4 điểm. 28-14 và bây giờ 28-24 và bây giờ là 28 đều. Triệu chặn cầu hết. Vẫn còn. Rất cố gắng từ Văn Hải nhưng vẫn chưa ăn thua. Tùy Văn Hải được cầu rất mạnh nhưng mà bên kia họ thì cũng rất lì. Đến lượt Vũ Lâm, Hoàng Anh đập. Vẫn còn. Cầu ngoài sân. Lại tiếp tục là một tình huống né cầu rất nhanh từ Ngọc Triệu. 29-28. 5 điểm số liên tiếp. Phải nói là quá bản lĩnh. Ngọc Triệu là thánh bật à? Thần đồng cầu lông phong trào Trần Ngọc Triệu, thánh thủ Ngọc Triệu, bây giờ lại thánh bật Ngọc Triệu luôn à? Trần Ngọc Triệu 100% cầu lông phong trào luôn mọi người nhá. Cả Vũ Lâm cũng thế. Đều là các vận động viên 100% phong trào. Chưa từng tham gia các giải thi đấu chuyên nghiệp và cũng chưa từng được đào tạo chuyên nghiệp. Đây mới là tứ kết thôi anh Hoàng Lem ơi. Những trận đấu hay còn đang ở phía sau. Mọi người đừng quên bấm đăng ký nhận thông báo từ kênh của Hùng. Nhận được thông báo mỗi khi mà Hùng live stream các trận đấu, các giải đấu hay nhá. Còn nhiều trận lắm mọi người ơi, còn 2 trận bán kết, 1 trận chung kết nữa cơ. Non thế mà không chết được. Liên tục đập vào Văn Hải nhưng mà xem ra Văn Hải cũng đã bớt tâm lý đi rồi. Đập cầu vào lưới. 30-28. Vâng. 28-14 và bây giờ bật ngược 30-28. 6 điểm số liên tiếp. Không hiểu điều gì đang diễn ra.
Lúc nãy anh nào bảo chuyển khoản thì bây giờ lại phải chuyển khoản ngược lại rồi. Xin chia buồn nha. Nói vậy thôi, thế trận thay đổi liên tục, biết đâu bây giờ Hoàng Anh Lâm lại làm một phát 4 điểm thì sao. Pha kèo vừa rồi của hai anh vừa rồi rất cảm xúc ấy. Hai chín ba mươi, chạm 31 thôi mọi người ạ. Chỉ chạm 31 thôi. Anh Ngô Đức Cường comment, tiền vào túi rồi còn trôi ra, chui ra. Ok, chạm 31 em nói nhầm, chạm 31 là thắng nha. Không cần đến 4 điểm. Bạn 30 đều. 30 đều rất đáng tiếc thì Ngọc Triệu. Càng quá nhờ, phát này giúp phát cầu run lắm này. 30 đều chỉ chạm 31 thôi. Ok, bây giờ thì không thể nói được điều gì. Tiền vào túi rồi, chui ra chả lẽ lại chui vào. Hay là tiền vào túi rồi thì lại chui ra luôn. Càng quá nhờ. Trận đấu này để làm kèo là tương đối chính xác đấy ạ. 30 đều. Hay quá. Rất đáng tiếc, Ngọc Triệu thua. Vũ Lâm và Hoàng Anh, cặp đôi nào thắng cũng xứng đáng. Đúng là thế trận thay đổi liên tục như Hùng nói mà.